Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series video 360 do Canon Việt Nam phối hợp cùng với Mắt Nguyễn thực hiện. Và ngày hôm nay mình rất vui được giới thiệu một chủ đề khá hấp dẫn. Đó chính là các lỗi thường gặp phải khi các bạn backup file. Backup file là một trong những công việc dễ dẫn tới những sai sót. Và trong công việc của chúng ta thì vấn đề dữ liệu là một trong những vấn đề quan trọng nhất. Do đó, hôm nay mình sẽ đề cập tới các lỗi mà các bạn hay gặp phải khi backup file và cách để mà backup file một cách đúng nhất. Một trong những cách mà mọi người hay backup đó chính là backup chain, hay có nghĩa là chỉ việc kéo thả. Đây là một trong những cách làm tiềm ẩn rất nhiều những rủi ro. Bởi vì là khi chúng ta kéo thả như vậy thì các bạn sẽ không thể biết được là file đó có chép đầy đủ hay không, có bị thiếu file nào hay không, hoặc khi chép xong có những file đầy đủ dung lượng nhưng mà lại bị lỗi. Do đó cho nên là mình không khuyến khích cách backup như vậy, mà các bạn nên sử dụng một phần mềm chuyên dụng cho việc backup. Nghe có vẻ lạ đúng không nào? Một phần mềm chuyên dụng được thiết kế dành riêng cho công việc backup. Và phần mềm đó mình xin phép được giới thiệu với mọi người, đó là phần mềm Head. Đây là phần mềm có trên Mac và Windows. Và bây giờ mình sẽ demo cho mọi người xem cái phần mềm nó như thế nào nha. Thì đây là một phần mềm được thiết kế ra để cho công việc backup được dễ dàng. Và phần mềm này có gì hay? Thứ nhất, về giao diện thì rất dễ sử dụng. Thứ hai là trong quá trình backup thì phần mềm sẽ có một cái file log để chúng ta biết là file chúng ta được backup về đâu, từ thư mục nào tới thư mục nào, dung lượng là bao nhiêu, copy có bị lỗi gì hay không. Và thậm chí là phần mềm còn check file mà chúng ta sau khi copy đối chiếu với lại file gốc để biết được là file chúng ta có bị lỗi gì hay không. Cho nên đó là một trong những điểm hay của phần mềm này. Đây không phải là một phần mềm miễn phí mà trả phí. Tuy nhiên rằng là mình thấy là cái số tiền bỏ ra cho một phần mềm đó hoàn toàn tương xứng với những gì mà phần mềm nó mang lại cho chúng ta. Thì đây là cách chúng ta dùng. Đây là giao diện của phần mềm. Ở bên tay trái của chúng ta ra sụt, tức là file từ thẻ nhớ. Ở đây mình chọn thẻ nhớ Canon. Rồi, bên phải destination, tức là những nơi mà chúng ta sẽ copy tới. Ở đây ví dụ như mình muốn copy tới hai cái ổ cứng ở trong máy của mình thì mình chọn như thế này. Và đặc biệt phần mềm này có một điểm hay, đó chính là có thể backup lên nhiều ổ cứng khác nhau mà không làm giảm tốc độ. Đây cũng là một trong những cái điểm khá là hay. Mình lấy ví dụ, nếu như các bạn copy thông thường, khi các bạn copy qua ổ cứng thứ hai, ổ cứng thứ ba thì tốc độ sẽ bị giảm đi 2 lần hoặc 3 lần. Tuy nhiên với phần mềm này thì tốc độ đọc file từ thẻ nhớ không giảm và vẫn ghi lên song song nhiều ổ cứng khác nhau. Và sau khi chúng ta chọn sụt và destination thì chúng ta nhấn vào nút transfer ở đây. Thì sau khi phần mềm sẽ báo cho chúng ta biết về cái quá trình backup sẽ như thế nào, sẽ mất bao nhiêu lâu và tốc độ đọc file như thế nào. Ở đây thì các bạn có thể thấy là mình có thể theo dõi được cái tiến trình ở đây. Ở đây các bạn có thể thấy là tốc độ đọc file là gần 90 MB một giây và ghi cùng lúc lên hai ổ cứng khác nhau không bị giảm tốc độ. Thời gian chờ đợi là 3 phút và sau khi backup xong. Và sau khi backup xong thì phần mềm sẽ có một cái thông báo nhỏ ở trên góc phải màn hình để cho chúng ta biết là đã backup xong. Sau khi copy xong thì ở trong thư mục copy có một cái file transfer log để cho báo cho chúng ta biết là cái quá trình backup nó như thế nào. Thì bây giờ mở lên để cho các bạn xem nó ra làm sao nha. Đây, các bạn có thể thấy là thứ nhất là ở đây là tên phần mềm ha, đây hệ điều hành. Và ở đây là sụt là nguồn từ đâu và cái điểm đến, cái folder mà mình backup vào là ở đâu. Bắt đầu vào lúc mấy giờ, bắt đầu vào lúc mấy giờ, thời gian backup là bao nhiêu lâu. Và tổng số dung lượng file là 100 file, tổng số dung lượng là bao nhiêu gig. Và quá trình copy như thế này, đây, báo cáo đầy đủ thông số từng file một để đảm bảo là chúng ta biết là quá trình copy đã hoàn tất và không có lỗi xảy ra. Nếu như có lỗi thì phần mềm sẽ báo cho chúng ta biết. Còn nếu như mà không có lỗi thì phần mềm sẽ không hiển thị những cái thông báo lỗi. Và đây chính là một trong những cách an toàn mà mình thường hay dùng để backup những dữ liệu của mình. Một trong những lỗi nữa mà mọi người hay mắc phải đó chính là sử dụng những chiếc đầu độc thẻ nhớ rẻ tiền. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới vấn đề về dữ liệu cũng như là làm hỏng thẻ. Thì mình khuyên mọi người là nên đầu tư một chi phí xứng đáng cho đầu độc thẻ, bởi vì đây chính là thiết bị mà chúng ta dùng hàng ngày. Do đó chúng ta không nên quá tiết kiệm vào một sản phẩm quan trọng như đầu độc thẻ.
Ví dụ như đây là một cái đầu đọc thẻ nhớ mà mình đang sử dụng và cảm thấy rất là hài lòng. Mình đã dùng qua khá nhiều những cái đầu đọc thẻ nhớ khác, tuy nhiên có một số đầu thẻ nhớ thì qua một thời gian ngắn sử dụng thì nó bắt đầu có những dấu hiệu, chẳng hạn như là khi chúng ta đang cắm vào trong máy thì tự động bị thoát ra, thì khi đó là các bạn cần phải ngưng sử dụng ngay. Các bạn đừng nghĩ là đầu đọc thẻ thì không có gì quan trọng nha. Nó có thể làm hỏng thẻ nhớ của bạn cũng như là copy dữ liệu và làm dữ liệu đó bị hỏng. Do đó cho nên là chúng ta không nên quá tiết kiệm vào sản phẩm đầu đọc thẻ. Và một trong những lỗi thứ ba mọi người hay gặp phải đó chính là sử dụng những cái ổ cứng rẻ tiền. Thì mình khuyên là đối với những công việc mà đặc thù là những filmmaker như mình thì thường hay là làm việc trong những cái môi trường gọi là khắc nghiệt, như là bụi bặm, nước, nôi, hoặc là những cái môi trường làm việc mà nó không có được như bình thường. Thì chúng ta cần phải lưu ý là lựa chọn một cái loại ổ cứng, thứ nhất là một cái hãng tốt, cái thứ hai là có những cái chức năng giống như là chống sốc, chống va đập hoặc là chống bụi bặm môi trường. Thì ở đây là trên tay mình đây là một cái ổ cứng của Lazy, thì đây cũng là một trong những cái ổ cứng mà mình sử dụng và mình rất là tin dùng. Ở đây có một cái vỏ bọc bằng cao su và ở trong là thiết kế nhôm nguyên khối, giúp cho việc bảo vệ ổ cứng rất là tốt. Và ở đây dùng cổng kết nối USB-C rất là nhanh. Có mua những cái ổ cứng rời để mà backup dữ liệu thì nên chọn những cái hãng uy tín như là Lazy. Và đây chính là cái ổ cứng thứ hai mà mình cũng ưa thích, đó chính là ổ G-Drive SSD. Đây là ổ SSD cho nên là tốc độ rất là cao và nhỏ gọn hơn. Tuy nhiên giá thành thì không được rẻ. Nếu như các bạn nào mà quay 4K nhiều như mình thì chắc chắn là phải sử dụng ổ SSD này rồi. Và một cái ổ cứng tốt là một trong những thành phần rất quan trọng trong quá trình backup dữ liệu, do đó cho nên là các bạn cần phải lưu ý điều này nha. Một trong những sai lầm mà mọi người hay mắc phải đó chính là việc backup tất cả dữ liệu quan trọng lên trên một ổ cứng vật lý. Do đó cho nên mình khuyên mọi người là nên backup tối thiểu là 2 hoặc là lý tưởng thì sẽ là 3 hệ thống ổ cứng vật lý khác nhau. Ngoài ra thì mình có thể sử dụng Google Drive, một trong những giải pháp online cung cấp khá nhiều dung lượng để chúng ta backup những dữ liệu quan trọng. Mình cũng dùng Google Drive song song với lại những cái hệ thống ổ cứng vật lý khác để backup dữ liệu của mình. Khi backup dữ liệu thì các bạn nhớ phải đặt tên file cho dễ nhớ và dễ tìm. Ví dụ mình thường hay đặt tên file là năm, tháng, ngày, tên dự án, tên camera và bắt đầu là số. Khi chúng ta tìm file nó cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn và nó không bị trùng. Rất nhiều bạn thì không sửa tên file, do đó khi chúng ta copy vào chúng ta không biết là file này là nội dung nào, của dự án nào, của máy nào, của ngày nào. Do đó việc tìm file trở nên cực kỳ khó khăn và dễ bị nhầm lẫn file. Đây là một trong những sai lầm rất lớn. Do đó cho nên mình khuyên mọi người là nên đặt tên file một cách dễ nhớ nhất. Mỗi người sẽ có một cách đặt riêng, tuy nhiên đây là một trong những cái ví dụ của mình. Và đó là tất cả những chia sẻ của mình về vấn đề backup file. Hy vọng rằng nó sẽ giúp ích cho các bạn và giúp cho các bạn an toàn hơn trong vấn đề backup dữ liệu. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Đừng quên nhấn like và subscribe và gửi tất cả những câu hỏi mà các bạn thắc mắc về hòm thư của fanpage Canon Việt Nam hoặc là comment vào link YouTube nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở số lần sau.